Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Bang. Chiếc ghế làm mưa làm gió trong thời gian vừa rồi đó chính là chiếc OH5970, một trong những cái mẫu ghế massage thuộc phân khúc đời 2016-2017 rất là cao cấp. Hiện tại thì ở lúc này đây thì Ngọc Gia Bang đang có mặt tại nhà anh Ngọc Quý tại Thủy Nguyên, Hải Phòng để có thể là bàn giao cho anh cái chiếc ghế OH5970 này. Thì các bạn cũng có thể biết rằng là Hải Phòng là một trong những cái nôi của cái dòng hàng nội địa Nhật, đặc biệt người ta hay nói câu đó là hàng bãi. Thì ở đây có rất là nhiều người bán và cung cấp ra những cái chiếc ghế massage như thế này. Nhưng mà sau cái sự chia sẻ của anh Quý thì anh cũng chia sẻ rằng là ở đây thì thực sự rằng là anh thấy các cái đơn vị họ bán 1-2 chiếc nên là nhiều khi anh không an tâm. Thì vô tình anh có tìm hiểu ở trên YouTube và anh thấy được rằng là Ngọc Gia Bang bán và anh theo dõi rằng rất là lâu rồi, cũng hơn 3 tháng rồi. Thì anh mới thấy được cái đơn vị của Ngọc Gia Bang chuyên nghiệp và anh thích cái sự chuyên nghiệp đó thì nó sẽ đảm bảo cho anh về cái vấn đề trục trặc. Bởi vì anh ở ngoài Hải Phòng nên anh rất là hiểu cái đồ này quan trọng nhất là ai làm chuyên nghiệp để có thể xử lý được các tình huống không may nó xảy ra. Thì đó cũng đã chính là cái chia sẻ của anh Quý mà thực sự là Ngọc Gia Bang cũng cảm thấy rất là vui khi khách hàng tin tưởng cũng như là ủng hộ Ngọc Gia Bang như vậy. Và đây là cái lúc anh em nhân viên Ngọc Gia Bang đang hướng dẫn anh Quý về cách sử dụng cái chiếc ghế massage này. Và chúc anh cũng như là gia đình sẽ luôn luôn mạnh khỏe và chiếc ghế massage có thể mang lại những giá trị tốt cho sức khỏe của anh ạ.